Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ cập nhật nhanh tình hình FC các miền đã đổ bộ về Đà Nẵng ha cả nhà. Chuẩn bị tối nay bung xỏ ở show diễn Mây Lang Thang Đà Nẵng. Sáng nay thì thấy một số anh chị đã cập nhật team FC miền Nam ra tới và đi chùa. Chùa đó hình như là chùa Linh Đàm hay chùa Sơn Trà vậy cả nhà, ở bán đảo Sơn Trà mà chỗ Xuân Mỹ nói bữa hôm kia có cái tượng Phật Quan Âm đứng lớn thiệt lớn đó, ở bên này Mỹ Khê nhìn qua cũng thấy đó cả nhà. Rồi bây giờ là Xuân Mỹ đi nhanh vào kênh Hồ Văn Cường Official để mọi người để lướt qua kênh này chút xíu ha. Vẫn là 137.000 sub nha cả nhà. Hy vọng sau show diễn ở Đà Nẵng thì lượng sub sẽ tăng lên, bởi vì là có thêm fan mới. Bởi vì đây là lần đầu tiên show Cường làm show ở Đà Nẵng ha cả nhà. Mong là mọi người tiếp tục ủng hộ kênh Hồ Văn Cường Official để có để canh những cái bài hát mới mà ủng hộ em ấy ha. Rồi trên tin tức sẽ được chuyển sang trang Đại học Hoa Sen về cuộc thi một ngày làm kế toán trưởng. Đã quay trở lại, được đăng trên trang fanpage Đại học Hoa Sen. Bạn có biết có một người mà họ luôn luôn nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ mọi người trong công ty, lĩnh vực nào cũng đều cần đến họ, tham mưu trực tiếp cho các cấp lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính kế toán, được đồng môn đánh giá là cấp bậc lão thành và có chức sắc trong nghề. Không ai khác đó chính là kế toán trưởng. Hãy thử làm kế toán trưởng trong một ngày cùng Hoa Sen nhé. Đăng ký tại đường link. Phạm vi đối tượng tham gia và ngôn ngữ thi là toàn quốc, phạm vi toàn quốc. Mọi đối tượng có thể tham gia tất cả các ngành học, ngôn ngữ, thi tiếng Anh. Đặc điểm, thời gian thi vòng 1 ngày 8 tháng 4, trắc nghiệm online, chủ đề kế toán, kiểm toán và thuế. Đối tượng là tất cả các cá nhân. Vòng 2 ngày 14 tháng 4, hình thức viết báo cáo, giải quyết các vấn đề, case study, kiểm tra kế toán, kiểm toán và thuế. Đối tượng nhóm 3 đến 5 sinh viên. Vòng trung tá kết vào ngày 25 tháng 4. Trình bày quan điểm nhóm trước hội đồng kế toán, chủ đề về kế toán, kiểm toán và thuế. Đối tượng nhóm từ 3 đến 5 sinh viên được lựa chọn từ kết quả vòng 1 và 2. Số nhóm, 5 nhóm có số điểm cao nhất giải thưởng, giải nhất 10 triệu đồng, giải nhì 5 triệu đồng, giải ba 3 triệu đồng, giải khuyến khích hai giải, mỗi giải 1 triệu đồng. Ngoài ra các nhóm sẽ được nhận chứng nhận tham gia cuộc thi làm minh chứng cho hồ sơ xét học bổng nhà Sen và điểm cộng cho công việc sau này. Lưu ý toàn bộ cuộc thi, đề thi trắc nghiệm, đề tài hùng biện và các cái tranh luận đều hoàn toàn 100% bằng tiếng Anh. Các đội đoạt giải phần thưởng hiện kim còn nói ở trên còn có giấy chứng nhận đã tham gia cuộc thi một ngày làm kế toán trưởng. Các bạn sinh viên khi tham gia vòng nào sẽ được giấy chứng nhận vòng đó. Ngày 6 tháng 4 sẽ là kết thúc đóng link đăng ký. Đăng ký cuộc thi hoàn toàn miễn phí, các bạn nhanh tay lên nhé. Liên hệ ban tổ chức là câu lạc bộ kế toán kiểm toán AAC trường Đại học Hoa Sen. Đây cả nhà. Và cái backdrop thông tin của cuộc thi làm kế toán trưởng. Cuộc thi này năm ngoái Xuân Mỹ cũng có đưa tin đó cả nhà, rất là thú vị. Nhưng mà hay một chỗ là diễn thuyết bằng tiếng Anh. Nó sẽ tạo cơ hội cho các cái bạn sinh viên, các cái bạn thí sinh chứng tỏ cái kỹ năng tiếng Anh của mình trong chuyên ngành kế toán tài chính. Đó là thông tin trên trang Đại học Hoa Sen. Bây giờ mình vào ngay trang Hồ Văn Cường Fan Club. Ai đây, cả nhà có thấy không? Bạn Cẩm Tiên Phạm, người trợ lý hiện tại của Cường, đã check in Đà Nẵng. Đây, hello Đà Nẵng, hai chị em nè, đó. Hai chị em đã có mặt ở Đà Nẵng từ sáng sớm ha, từ sớm rồi. Từ sớm hay từ tối hôm qua? Từ sớm. Từ sáng sớm. Đó. Hy vọng là Mây Lang Thang Đà Nẵng chút xíu nữa sẽ update cái hình Cường Vợt chạy âm thanh nha cả nhà. Rồi, coi như là đó là cái nhân vật chính ha, nhân vật chính. Và trợ lý đã có mặt ở tại Đà Nẵng nè, rồi bây giờ các cái nhân vật phụ nè. Các nhân vật phụ là các cái bà, các bà, các mẹ trong gia đình xanh chuối. Xuân Mỹ kéo xuống cho cả nhà xem ha. Cái này là cô Thu nè, đoàn FC miền Nam cập bến Đà Nẵng sáng nay nè. Cách đây 2 tiếng đồng hồ thì bạn Hồng Phước Đặng đã đăng ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 40 người cả nhà, 40 người. Tiếp theo đây. Đà Nẵng, thành phố đáng sống, chờ trai đẹp. Một gia đình khác nữa nè, đó, đi chơi thấy vui lắm. Ở Đà Nẵng thì có một điểm vui chơi trên Thiền Thúng nè, chỗ này thì trên các trang mạng cũng đó nè nè. Này là team miền Bắc. Team miền Bắc. Thật sự là ở cái này là ở ngoài Đà Nẵng đó nghe cả nhà, chứ không phải là về miền Tây đâu. Nhìn cái Thiền Thúng không phải miền Tây mà là miền Trung nha. Đó. Cả nhà xuống bơi Thiền Thúng. Bơi Thiền Thúng ha, vui ha cả nhà. Rồi, này là Bình Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Hội Ngộ, Đà Nẵng. Trời ơi, hình ảnh như thấy nôn nao. Này này lúc mà đoàn miền Nam ở ngoài sân bay. Đó, check in này, chị Hương Trương cũng đăng lúc sáng ở sân bay Tân Sơn Nhất nè. Cả nhà. Hình ảnh chị Hương Trương cập nhật nè cả nhà. Rồi. Đó, hồi sáng là có mặt ở sân bay ha. Này hôm qua chị Hương Trương với chị Kim Khoa. Bây giờ thì Xuân Mỹ đó các bạn, sáng nay thì thông tin đi chùa nha cả nhà. Xuân Mỹ thấy là thông tin đi chùa. Đó, rồi bây giờ là Xuân Mỹ qua tới cái phần quà nè, quà của chị Hương Trương. Cho cả nhà xem hộp quà chị Hương Trương. Chị Hương Trương là 6 triệu nè, thấy ở đây cuộn giấy. Cô Hương Trương thương tặng Hồ Văn Cường show 25 tháng 3. 6 triệu, mệnh giá 500 ngàn để trong cái hộp trái tim. Bây giờ thì fan của Cường đã linh hoạt thay thế những cái bó hoa tiền bằng những cái hộp hình trái tim như vậy, xếp những cái bông hoa, những cái hạt sỏi, những cái hạt mướp màu xanh đột chuối vào, cuộn những tờ tiền lại cả nhà, nó không ảnh hưởng tới tờ tiền Việt và hình trái tim nó rất là dễ thương đó. Thay vì bây giờ làm trên những cái bó hoa thì vô hộp trái tim này nó gọn nữa, đi xa nó gọn ha cả nhà. Đó là trên trang Hồ Văn Cường Fan Club chị Hương. Còn này là một bạn nữa nè. Phong bì thứ nhất cô Lan Nguyễn tặng Cường 3 triệu. Phong bì thứ hai cô Duyên Nguyễn tặng Cường 2 triệu. Và phong bì thứ ba anh Tony Phạm tặng Cường 5 triệu. Tony Phạm là đã hứa là cứ show thấy tội nghiệp, thấy thương Cường. Một mình gồng gánh kinh tế gia đình, vừa học vừa hát cả nhà. Thì bạn ấy đây. Này là của cô Lan Nguyễn nè. Rồi. Tony nè. Tony tặng. Thì như thường lệ thì các bạn ấy sẽ lên sân khấu. Này cô Duyên Nguyễn. Đó cả nhà. Quà. Cập nhật quà. Như vậy là trong hôm nay thì coi như là nhân vật chính và các nhân vật phụ trong show diễn 25 tháng 3 đã có mặt ở tại Đà Nẵng hết rồi ha. Xuân Mỹ vào may lang thang Đà Nẵng xem vé, tình hình vé sáng nay. Vé sáng nay như thế nào ha. Wow, nó cũng mờ hết rồi cả nhà ơi. Vé màu xanh còn có 4 vé thôi ha. Còn vé màu đỏ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 vé. 33 với lại 4 là 37. 37 ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 37, 68. Ôi ôi, hồi ôi, 105.
105 mà cả nhà ơi, như vậy là gần full gạp. Một mình Cường hát. Hơn 400 vé, nói chung là hơn 400 vé ha cả nhà. Với cái khuôn viên đó thì nhiều khán giả đã bán đã có ý kiến là vé bán ra như vậy là quá 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 là đạt rồi, quá đạt, quá vui ha cả nhà. Rồi như vậy là vẫn còn ghế trống. Hôm nay ai sắp xếp được nhất là khu vực Đà Nẵng, Huế đến xem thì đi đi đến đó lấy vé trực tiếp ở tại chỗ bàn ban tổ chức ha. Từ đây đến chiều rồi đó cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào May Đà Lạt xem cái vé ở Đà Lạt như thế nào ha. Nè, Đà Lạt 8 tháng 4, hôm nay thì 25, 8 tháng 4 thì 2 tuần nữa ha. 2 tuần nữa thì sẽ tới show diễn 8 tháng 4 ở Đà Lạt. Bây giờ mình vô cái sơ đồ ghế của Đà Lạt. Wow, vé của Đà Lạt cũng giật nhiều nha. Nhưng mà vé Đà Lạt 4 loại đỏ, xanh dương, vàng, màu hồng vẫn còn đủ hết, loại 4 loại. Cả nhà sắp xếp thời gian ha. Show 8 tháng 4 ai đi được thì đi, còn ai không đi được show 8 tháng 4 thì 30 tháng 4 trở lại ha cả nhà. 30 tháng 4 trở lại Đà Lạt với show ở bên Amazing Show đây nè. Giờ mình đếm thử coi vé, cái vé màu hồng còn nhiều lắm nha cả nhà. 2 4 6 8 10 12 14 15 15 15 vé đỏ, vé VIP. Vé VIP này là 1 triệu ha. Vé vàng 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 54 vé vàng. Vé xanh 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 59. Vé hồng 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82. Còn 2 tuần mà còn 210 vé nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, nhanh tay lên đặt vé đi, sắp xếp thời gian đặt vé show thì đặt ha. Đó là Xuân Mỹ vừa mới điểm qua show của May Lang Thang Đà Lạt. Rồi bây giờ mình vào máy Zing Show nè, mình coi sơ đồ vé, mình coi cái giá vé đặt của này là không có cái sơ đồ mà có cái gọi điện thoại và đặt vé thì mình vào đây ha cả nhà. Từ từ Xuân Mỹ sẽ cập nhật. Rồi đó là thông tin của Cường hôm nay, coi như là đã tiêm xanh độc chuối, đã có mặt ở Đà Nẵng và nhân vật chính là người nhân vật chính trong show diễn tối nay là cậu Út Gò Công cũng đã có mặt. Bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang tin đời sống xã hội trật tự Vy Oanh. Hôm qua Xuân Mỹ có nêu tin là Vy Oanh được triệu tập, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập, nhưng mà sáng hôm qua Vy Oanh không đến và khiếu nại về đơn tố cáo của con trai bà Hằng. Nhưng mà Xuân Mỹ nói rồi nghe cả nhà, con trai bà Hằng là người đủ thẩm quyền tố cáo những người khác làm nhục mẹ mình nha, làm ảnh hưởng tới mẹ mình nha. Đây, bà ca sĩ Vy Oanh không có mặt theo giấy triệu tập của công an và gửi đơn khiếu nại. Luật sư của Vy Oanh cho biết sáng 24 tháng 3 Vy Oanh không tới làm việc với phòng cảnh sát hình sự công an theo giấy triệu tập Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy triệu tập vì đang trong quá trình khiếu nại. Trong diễn biến có liên quan, Vy Oanh gửi đơn nhiều nơi khiếu nại hoạt động tố tụng của cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
khó mà khiếu nại lắm nha. Như đã thông tin thì ngày 24 tháng 3, công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập Vi Oanh đến làm việc theo nội dung đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng. Vi Oanh không có mặt theo thời gian triệu tập vì và cho có đơn kêu cứu khiếu nại. Trong đơn thì Vi Oanh viết: theo tôi biết, bà Hằng chưa từng có đơn tố giác hành vi xâm phạm quyền lợi lợi ích hợp pháp của Vi Oanh. Trong đơn tố giác, ông Tuấn nêu bà Hằng là người đã thành niên thời điểm hiện tại, mặc dù bị tạm giam nhưng chưa có quyết định của tòa án công bố. Bà Hằng bị mất hạn chế năng lực hành vi dân sự, vì vậy bà Hằng là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Ông Tuấn không có quyền tố giác thay bà Hằng. Đơn nêu tiếp: theo giấy triệu tập, ông Tuấn cho rằng tôi đã xúc phạm uy tín danh dự bà Hằng, mà danh dự uy tín là những yếu tố thuộc nhân thân cá nhân. Nếu bà Hằng cho rằng tôi xúc phạm thì chỉ bà Hằng mới có quyền làm đơn. Ông Tuấn không phải bà Hằng, ông không thể bị tổn thương tinh thần thay bà Hằng. Xét về mặt hình thức, ông có thể tố giác tôi với tư cách là một công dân, tuy nhiên xét về nội dung, ông Tuấn không có tư cách tố giác thay cho bà Hằng. Do đó, BC02 thụ lý giải quyết theo đơn của ông Tuấn là không đúng quy định. Trong đơn khiếu nại, thủ trưởng cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan tố tụng, đơn vị giám sát, bà Oanh có khiếu nại hoạt động tổ chức, chỉ đạo phân công đơn vị thụ lý giải quyết tố giác tin báo về tội phạm công an thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với ông Nguyễn Quang Tuấn về việc có hay không được sự ủy quyền của bà Hằng trong việc gửi đơn tố giác 35 người và danh sách tố giác là những ai, ông Tuấn không xác nhận. Xin giữ bí mật vì vụ việc đang được cơ quan điều tra. Đơn khiếu nại nêu trên được luật sư của Vi Oanh gửi đến cơ quan chức năng trong ngày 23 tháng 3. Công an đã tiếp nhận đơn khiếu nại nói trên và đang xử lý theo quy định. Xuân Mỹ xin cho cả nhà biết nha. Cơ quan công an một khi đã gửi giấy triệu tập mà mình không đến á, thì viện cớ lý do là khiếu nại, là không đến, là vì sĩ diện này nọ nọ kia ha, nhưng mà cuối cùng cũng phải đến nha. Con trai bà Hằng có đủ thẩm quyền khiếu nại thay cho mẹ ha. Theo cái hiểu biết của Xuân Mỹ như vậy đó, có đủ thẩm quyền chứ không phải không có, như như Vi Oanh nói. Nhưng mà thôi, người này khiếu nại thì để cho cơ quan chức năng xử lý, nhưng mà đã triệu tập thì phải đến thôi, bởi vì người ta hoạt động, quá trình hoạt động điều tra tố tụng của cơ quan chức năng người ta có cái quy định hết, chứ không phải là tự nhiên mà người ta mời nha. Mà cái cô này là cái cô mà mở màn cho cái chuyện cà khịa của những ca sĩ, những nghệ sĩ trong showbiz khịa tới bà Hằng, trong khi hồi đầu á, là bà Hằng chỉ nêu có ba người là Hoài Linh, Trường Vũ và Kỳ Duyên thôi, bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên thôi, yêu cầu họ lên tiếng xác nhận xem ông Yên trị bệnh cho họ có hết hay không. Nhưng mà những người này nhảy vô khịa. Vi Oanh là khịa bà Hằng về việc bà gia đình bà Hằng cho 1.000 hecta đất, mà cô này khịa theo cái chuyện là có tiền sống cho tiền mặt mà cho đất ha. Rồi bắt đầu từ đó tới sau nó ra nhiều cái vụ đấu tố nhau trên mạng. Nói chung là nghệ sĩ thì cả nhà biết rồi. Nói chung trong giới showbiz, nói chung á, trong giới showbiz á thì họ diễn hay lắm, ở trên sân khấu giống như 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 ngoài đời cả nhà, họ diễn, họ toàn diễn thôi chứ không thể nào mà tin được nha cả nhà. Cho nên là mong là cơ quan mong là cơ quan chức năng xử lý vụ việc, bởi vì cái vụ của bà Hằng cho tới giờ là bị tạm giam biết bao lâu rồi mà chưa có giải quyết xong nữa, cho thấy là nó còn nhiều cái điều phức tạp hết cả nhà. Mong là xử lý nhanh. Rồi một cái tin nữa Xuân Mỹ muốn nêu để cho mọi người cẩn trọng khi có trẻ nhỏ, bởi vì hai chị em đi theo cha mẹ cào hến mà bị đuối nước và tử vong luôn. Rồi ngày 13 giờ ngày 24 tháng 3 thì cháu Trờ 12 tuổi và cháu T 10 tuổi cùng chú ở Kon Tum theo cha mẹ đến khu vực Đắc Yên thuộc thôn 2 xã Hòa Bình, Kon Tum, Bắc Hến. Đến 13 giờ 30 không may hai cháu bị đuối nước và được người dân phát hiện. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Hòa Bình phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an Kon Tum huy động lực lượng triển khai cứu nạn. Đến 15 giờ thì thi thể hai cháu nhỏ đã được tìm thấy. Hiện địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Rất là đau lòng nghe cả nhà. Cho nên những cái tai nạn như vậy nó luôn trực chờ
Mọi người chúng ta hãy cẩn trọng ha, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, cho trẻ nhất là những cái trẻ em ở miền núi á cả nhà. Miền núi thì ít sông suối cho nên khó có cái biết bơi á, ít hơn là ở đồng bằng, cho nên là cái tỷ lệ đuối nước ở trẻ miền núi vùng cao á cao hơn là trẻ ở đồng bằng. Mong là mọi người hãy cẩn trọng ha, nhất là các cái gia đình mà ở vùng cao miền núi, đi dẫn con đi biển, đi đi vùng đồng bằng chơi á, thì cẩn trọng sông nước ha. Các bà các mẹ fan của Cường lần này có dẫn các cháu nhỏ đi theo mà tắm biển tắm đồ ha, là cẩn thận nha. Cái này mình nói là cẩn tắc vô ái nái, cho nên là cẩn thận vẫn hơn, quan sát trẻ cho thật là chặt chẽ, giữ cẩn thận, giữ trẻ tránh bị lạc nữa khi mà đến vùng du lịch xa lạ. Rồi đó là thông tin trên kênh Xuân Mỹ hôm nay ha. Xuân Mỹ xin chào tạm biệt. Xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Và nhớ bấm like video của Xuân Mỹ nha. Cũng như là theo dõi kênh của Cường. Rồi Xuân Mỹ sẽ cập nhật tiếp những thông tin mà fan xanh chuối ở tại Đà Nẵng hôm nay nè. Cả nhà. Rồi cập nhật fan xanh chuối đổ bộ Đà Nẵng ha. Đó, nhìn trước khi kết thúc video thì mình nhìn nhân vật chính. Nhân vật chính xin chào cả nhà. Rồi Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có buổi trưa ấm áp bên gia đình người thân nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.